Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. 5 việc phụ nữ càng lười biếng, người càng trẻ trung, khỏe mạnh. Không phải lúc nào chăm chỉ cũng tốt. Có những việc chị em nên lười biếng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Không chỉ mang lại sức khỏe mà còn mang lại sự trẻ trung cho chính mình. Có những thói quen cứ tưởng rằng là xấu nhưng mà lại giúp cho chị em phụ nữ khỏe mạnh, dẻo dai, không sợ già. Phàm là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, mình trẻ dai. Lão hóa chính là điều mà chị em sợ nhất. Chính vì thế mà nhiều chị em phụ nữ thường rất để ý tới việc chăm chút cho cơ thể mình. Từ da, từ tóc cho đến móng tay, móng chân. Thế nhưng, việc chăm sóc cơ thể như thế nào cho nó đúng thì không phải là chị em nào cũng biết. Trong thực tế, việc chăm sóc sai cách không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến cho chị em già nhanh hơn. Dưới đây là 5 cái nười của phụ nữ giúp trẻ lâu, không lo lão hóa. Lười mặc áo lót khi đi ngủ. Nếu chúng ta tin vào một câu chuyện về những bà vợ ngày xưa, thì việc mặc áo ngực vào ban đêm có thể là cách kính cửa dẫn đến nhiều mối lo ngại đến sức khỏe của con người phụ nữ. Nó có thể ngăn ngừa sự phát triển của vú, thậm chí có thể gây ra ung thư vú. Theo một cuộc khảo sát viện nghiên cứu tại Hawaii tại Mỹ cho thấy, những người mà mặc áo ngực nhiều hơn 12 tiếng trên một ngày sẽ có tỷ lệ mắc ung thư vú cao gấp 20 lần so với những người ít mặc hoặc là không mặc. Ngoài ra, mặc áo lót còn khiến cho chị em cảm thấy khó ngủ, khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, dễ gây ra ngứa ngáy, dễ gây ra mọc mụn. Có một câu hỏi mà nhiều người sẽ thắc mắc rằng, mặc áo ngực thì có thể ngăn ngừa chảy xệ ngực hay không? Trong thực tế, chảy xệ là một điều bình thường theo tuổi tác. Đó là một thứ tự nhiên và không có gì thay thổi được cái sự tiến trình tự nhiên này như thế. Các dây chằng copper, rồi thì còn được gọi là dây chằng treo, nói chung theo thời gian, theo tuổi tác, nó sẽ bị giãn ra, dẫn đến ngực chảy xệ. Có nên mặc áo ngực vào ban đêm hay không thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà làm như vậy có thể có lợi cho những người có bộ ngực nặng. Đối với những người phụ nữ mà có ngực lớn thì nó có thể giúp hạn chế sự cử động của vú, nguyên nhân chủ yếu gây ra đau vú và giấc ngủ bị xáo trộn. Họ không cần phải mặc áo ngực có gọng, ngay cả khi mặc một chiếc áo lông cốt tông đơn giản vào ban đêm, thoải mái hơn nhiều so với áo có dây, cũng đủ để nâng đỡ và có một giấc ngủ yên bình. Lười tức giận. Cuộc sống bộn bề với hàng trăm hàng nghìn việc khác nhau, đôi khi phụ nữ sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, trở nên dễ nổi nóng. Tuy nhiên trong lúc giận dữ thì không hề tốt cho sức khỏe tí nào. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2000 có đăng tải kết luận, kết quả trên Circulation Proneness cho thấy phụ nữ mà hay tức giận thì dễ mắc các bệnh tim mạch và tử vong, bởi vì các bệnh này mắc dễ hơn so với người bình thường. Khi mà nổi giận thì lưu lượng máu tăng nhanh, khiến cho huyết áp nó tăng. Thường xuyên mà tức giận tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra thì tức giận còn khiến cho da xấu, nhanh lão hóa đi. Lười trang điểm đậm. Trang điểm sẽ giúp chị em trở nên xinh đẹp, tự tin. Tuy nhiên trang điểm đậm với nhiều sản phẩm chồng lên nhau sẽ có thể gây bí tắc lỗ chân lông. Đặc biệt là việc tẩy trang nếu mà không kỹ có thể dẫn tới da bị mụn, bị xỉn màu, xuống sắc, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến cho da càng ngày càng xấu. Ngoài ra trong một số trường hợp, trang điểm mà đậm sẽ khiến cho phụ nữ trông già hơn đi mấy tuổi. Vì vậy, hãy lựa chọn trang điểm phù hợp với tuổi, với nhu cầu của mình. Nhớ là phải
phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày và tẩy trang sạch sẽ trước khi đi ngủ. Lười thức khuya. Thức khuya vì bất kỳ lý do gì sẽ khiến cho phụ nữ chồng mệt mỏi, da lão hóa nhanh, ngày càng nhăn nheo, ngày càng xuống cấp. Bác sĩ Hải đã nhận định rằng giấc ngủ là chìa khóa để cơ thể có thể tự sửa chữa các chức năng khác nhau. Tất nhiên là da của bạn cũng sẽ được hưởng lợi, ngày càng hồng hào, ngày càng căng bóng. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng thức khuya và thiếu ngủ sẽ dẫn đến sự suy giảm collagen, làm tăng tình trạng đau nhức xương khớp, khiến cho phụ nữ càng ngày càng già, càng ngày càng xấu. Do đó chị em nên lười thức khuya, đi ngủ nếu được tốt nhất đi ngủ trước 10 giờ để giúp cơ thể có cơ hội sửa chữa phục hồi. Đây là một bí quyết giúp chị em trẻ trung, hạnh phúc nhưng ít người để ý. Nếu như việc đi ngủ trước 10 giờ khó thì chị em nên tắt điện thoại, thiết bị điện tử trước khi lên giường. Dùng nước nóng để mà ngâm chân có thể cải thiện giấc ngủ, giúp trẻ hóa cơ thể từ bên trong ra bên ngoài. Lười ăn vặt. Ăn vặt là một sở thích của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên phần lớn, những đồ ăn đều chứa hàm lượng calo cao, dễ gây tăng cân, dễ tích mỡ bụng. Nhưng mà điều này khiến cho cơ thể phụ nữ kém thon gọn, đồng thời rút ngắn tuổi thọ. Theo một nghiên cứu được thực hiện ở một trường Đại học Washington tại Hoa Kỳ cho thấy, một người mà nếu giảm từ 10 đến 50% lượng calo bình thường có thể tăng tuổi thọ tối đa. Do vậy, càng lười ăn vặt thì càng được trẻ trung, càng được hạnh phúc. Chuyên gia đã khuyên rằng nếu mà không bỏ được cái tính ăn vặt đi, chị em có thể chuyển sang những thứ lành mạnh khác như là ăn trái cây, ăn trái cây tươi, uống nước ép không bổ sung thêm đường. Chế độ ăn có bổ sung thêm nhiều muối và đường còn là một nguyên nhân khiến cho tình trạng da bị khô, da bị đứt nẻ, bị nhăn nheo, phá hủy collagen, khiến cho phụ nữ ngày càng thêm già, ngày càng thêm xấu. Vào những mùa hanh khô thì phụ nữ có thói quen ăn uống như thế này càng ngày sẽ càng nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy mà chuyên gia khuyên rằng là phụ nữ thì phải nên giảm ăn muối, giảm ăn đường, giảm ăn chất ngọt nhân tạo, nêm mắm, nước tương, để món ăn thanh đạm hơn, tốt cho sức khỏe, tốt cho da. Kiên trì, chị em sẽ có diện mạo trẻ trung, hạnh phúc.